Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình có con gà rất là to luôn. Con gà này ở bên Pháp nhập về ở shop Việt Nam. Thì hôm nay có người bạn ấy, người ta biếu cho ông xã mình con gà này nặng 4,2 kg. Bây giờ mình lấy một nửa mình nấu cháo nha. Gà này là gà bên Pháp nhập về. Gà người ta nuôi cho ăn bắp ấy, nặng to 4,28 kg. Họ bán 8 đồng 25 bi một cân, con gà này 33 đồng 23 bi. Nhưng mà mình thấy hình như là nó mỡ hơi nhiều. Giờ để mình cắt ra mình nấu thử coi sao nha, chặt ra nấu thử coi sao nha. Đây nè, mình rửa sạch sẽ, mình lấy một nửa bỏ vào mình luộc trước rồi mình nấu cháo. Cả nhà ơi, hôm nay mình làm sữa đậu nạc uống nha. Uống cho mát, lâu lắm rồi không làm, bây giờ làm lại. Cái đậu này thì mình ngâm qua đêm nè. Túi đậu, hạt đậu này thì hơi to, mua ở xúc tàu thôi. Trong này có 400 g. Mình ngâm qua đêm. Bây giờ mình rửa sạch, mình bỏ cái vỏ nó ra trước, rồi mình bỏ vô cối, mình xay. Đây là cái đậu mà mình đã ngâm qua đêm rồi, mình rửa sạch sẽ, mình vo mấy nước, mình đãi bớt vỏ ra rồi. Bây giờ mình bỏ vô cối mình xay. Với cái liều lượng một gói đậu là 4 lạng nè, thì mình dùng 4 lít nước, tỷ lệ là 1:1. 4 lít nước cho 4 lạng đậu nha cả nhà. Thì mình xay một tí rồi mình ngưng, để cho máy nó nghỉ đó, nó đỡ nóng đó. Các bạn ơi, đây là sữa đậu nành mình đã xay xong rồi, mình lược nè, mình lọc qua cái vợt hoặc là cái túi gì đó mình bóp cho nó mát nước đó. Thì đây là cái sữa đậu nành để mình lúc mà mình xay xong, mình lược xong rồi đây nè, thì nó có một ít bọt, mình vớt đi, mình vớt bọt ra rồi mình bỏ lá dứa vào cho nó thơm mà mình nấu. Mình thích mùi lá dứa, thích ăn lá dứa cho nên là cho nó thơm ấy, mình bỏ hơi nhiều tí nha. Trong đây là 4 lít nước thì mình sẽ bỏ vào 350 g đường nha, đường nâu nha. Đường phèn cũng được, càng tốt. Bỏ đường phèn khoảng 3 lạng thôi, rồi mình coi coi vừa không, tự mình không uống ngọt lắm. Tỷ lệ là 1:1. Mình để lửa vừa vừa thôi rồi mình cũng đảo đều, không khô nó bị cháy ở dưới nha các bạn. Thank you.
các bạn ơi, thì đây nè, cái này hồi nãy giờ mình nấu nãy giờ cũng 15-20 phút đây, thì mình để lửa vừa thôi chứ mình không để lửa quá lớn, thì mình đảo đều cho nó khỏi bị cháy, bị động ở dưới nó cháy ít nồi. Bây giờ mình thử coi, rồi mình bắt đầu sôi rồi nè, vớt bọt ra nha. Chưa gì đã ngửi thấy cái mùi thơm của mùi đậu nành này, lá dứa nữa nó hòa quyện là nó rất là thơm luôn, thích lắm. Rồi mình nếm coi cái nó ngọt vừa chưa ha. Mình uống ngọt tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Nếm thử. Vừa. Nhưng mà để tủ lạnh uống cũng ngon, rồi sáng ngủ dậy ăn sáng xong làm một ly. Ôi trời ơi nó thơm phức. Mùi lá dứa ra thơm quá. Mình thích lá dứa lắm cho nên mình bỏ hơi nhiều lá dứa một xíu. Hay bây giờ mình tắt bếp, mình để nguội lát nữa mình sẽ uống một ly. Rất là ngon và hấp dẫn thật các bạn. Nửa nấu cháo, còn nửa để mai nấu cái khác, nấu món khác. Thì trong cháo mình có bỏ một ít nấm vô ăn cho nó mát đó mình. Rồi đây là mắm gừng hồi nãy làm, ông xã làm, bỏ ra một ít để chấm gà ăn. Ngon lắm. Mọi người ơi, mời cả nhà cùng ăn cháo với gà với mình nha. Mình bỏ nấm vô, đây bỏ vô một tí tiêu, cho vào một chút hành lá, vắt một tí chanh vào, cho tí mắm gừng vô. Đói. Và đây là cái ly sữa đậu nành hồi nãy mình nấu đây, mình xay đây đó, rất là thơm luôn, thơm mùi lá dứa. Mình thích uống nóng hơn là mình uống lạnh. Uống thử lâu lắm mình uống sữa đậu nành nhà làm ngon lắm. Cho đường cũng vừa, mình cho nhiều quá thì nó sẽ ngọt. Giờ mình ăn thử cái cánh gà, con gà to 4 kg mấy luôn. Mình ăn cái cánh trước ha, chấm luôn đi, cầm cái chén nó đừng thấy đâu. Ăn cũng được, cái thịt của nó cũng chắc. Cái này gà này là gà bắp ở bên Pháp, gà từ bên Pháp nhập sang shop Việt Nam bán 8,5 đồng một ký. Ăn cũng được lắm, thịt cũng dai dai. Cháo mình thích mà có tí nấm. Ăn cho mát á mình. Bắt tí chanh vô nó thơm. Thank you.
chắc lắm. Ăn cái cánh gà này mà dơ hết cái tay. Chắc dữ vậy. Mắm gừng ngon lắm. Cái da nó cũng dai lắm cả nhà. Da gà này ăn ngon. Này người bạn là biết. Biết cho ông xã này. Mình không thích ăn da cho lắm nha. Nhưng mà cái con gà này nó ngon. Gà này da ngon. Nó giòn. Con gà 4 ký mấy. Nhưng mà mỡ nhiều. Nếu mà các bạn có mua ở shop Việt Nam á, là mua vừa thôi, đừng có mua to quá. To quá thì là mỡ. Mà chiều cắt ra là nguyên một tô mỡ luôn. Phải gần ký lô mỡ. Bỏ uống. Họ để nguyên một cái chân, cái đầu trong này mè còn nguyên luôn nha. Ngồi ăn này để chân lên quen không? Mình rất là thích ăn gà luộc cho mắm. Cái này bây giờ mình phải lấy dao cắt ra ăn hoặc xé cũng được.
Xé thử cái thịt nó nha. Mới ăn cái cánh rồi. Bữa nay ăn bằng tay, ăn bóc luôn chứ không thèm chặt luôn. Ăn vậy nó mới ngon. Cháy. Đây là cái sữa đậu nành ở đây mình nấu. Bây giờ nó còn ấm nè. Uống ngon. Mình uống nóng chứ mình không uống uống lạnh tại mùa đông. Ngon luôn. Cái gì cứ homemade là cút hết. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn nha.